Ngày 25 tháng 8, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm Bùi Duy Ngọc, 26 tuổi, Đặng Phương Nam, 24 tuổi và Đỗ Quốc Hậu, 24 tuổi, cùng trú tại huyện Hóc Môn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nhóm có hành vi trộm chó, dùng ớt bột và hơi cay chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Theo Công an huyện Củ Chi, sau khi xác định có một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy phân khối lớn, di chuyển vào thời điểm đêm khuya, rạng sáng để bắt chó bằng kích điện, nên lực lượng công an đã lập kế hoạch triệt xóa. Ngày 23 tháng 8, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi đã chia thành 3 tổ mật phục truy bắt nhóm người liên quan. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai thanh niên di chuyển bằng xe máy tốc độ cao trên đường tỉnh lộ 15 hướng về Cầu Sáng, trên xe chở bao tải đựng xác chó nên tiến hành vây bắt. Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm này đã quay đầu xe tháo chạy qua nhiều tuyến đường. Trong quá trình bỏ chạy, các đối tượng đã sử dụng ớt bột, xịt hơi cay, thả xác chó xuống đường làm vật ngăn cản lực lượng công an. Khi đến khu vực xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, hai thanh niên đã bỏ lại phương tiện, tang vật, trốn vào khu dân cư. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế được Bùi Duy Ngọc, riêng Trần Ngọc Châu, 24 tuổi, huyện Hóc Môn chạy thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ 5 xác chó, bình ắc quy, bình tăng áp điện và nỏ tự chế dài khoảng 40 cm. Công an sau đó phát hiện, bắt giữ thêm hai đối tượng trộm chó khác là Nam và Hậu, thu giữ thêm 9 con chó, kích điện, dao bấm, kìm và nỏ tự chế. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.